Nay là ngày 26 âm. Trong đợt tới là nó rét đậm thì chúng ta tối nay 27 thì các bạn nên cho ăn kích thích đi để nó kiếm được ít phấn. Bây giờ tôi sẽ cho các bạn xem. Một cái đàn này là chúa đẻ vào hôm mùng 10 tháng 11 âm lịch. Đàn từ một cầu và đã lên như thế nào. Con ong nuôi có tốt hay không là do người nuôi. Đấy. Mùa này là chúng ta không tránh được cái sự ẩm ướt đâu. Hôm nay là ngày 26 thì còn có tí nắng. Ong khi chúng ta không phải về mùa quay mật thì các bạn không nên dùng khoái nhiều nhá. Dùng khoái nhiều mà chúng ta phun vào đây cái là nó ong nó xô. Cầm cái thước này các bạn này, xoay xoay thế này là nó bật nhẹ nhẹ ra. Đàn ba cầu chúng ta xem. Làm ong thì kiểm tra ong thì chúng ta lên nhẹ nhàng. Đây thì cái cầu ong này rất đặc biệt nhé. Là con ong chúa này rất tốt. Rất tốt là cái nhộng là đã nở đến đâu. Đấy, là nó có hai lớp này. Đấy, cái vành ngoài này là vành ngoài này là mới nở này, là vành trong là đã kín nắp rồi. Đấy. Vành trong vít nắp rồi đấy, bên đây. Thế mà toàn bộ mà nó nở hết ra đấy, hiện tượng đúc mạnh tí nữa là cho anh kịch cầu. Ủ ấm được thì chúng ta có vòng nhộng nó rộng. Đây cầu này mới xây xong ong. Ong chúng ta không vịt khoé lên thì chúng ta nhìn thấy là nó im tim típ này. Nó im tim típ. Góc này là đã có trứng này. Đã có trứng. Con ong chúa này thì rất to. Ong chúa đây. Chúa gì đơn ấy. Không phải là chúa gì kép. Ong chúa trẻ thì nó bò đi bò lại ấy, thì nó nhanh nhẹn. Chúng ta nhìn này. Chúa di đơn thì bụng người to và dài. Chúa tơ thì phát hiện ra chúa tơ thì nó bò đi lại nhanh nhẹn hơn ông chúa già. Chúa già thì tác phong của nó thì chậm hơn. Đấy. Con ong chúa rất đẹp nhé. Và nó đã đẻ ra tới góc này, góc này đã đẻ này. Góc đã đẻ trứng đấy. Đây. Chứ các bạn xem ong này cứ dùng gì, cứ dùng cái khói xong rồi phịt vào ấy,
để nguyên đàn ong nó nhẹ nhàng thì nó không bị xáo trộn. Vì chúng ta đã xem đàn ong là nó tự dưng là nó đã xáo trộn rồi. Thế mà giờ chúng ta lại cho khoai vào nó càng xáo trộn. Đàn ong dần dần nó lại thành một cái tính gọi là phản xạ. Cầm chỉ cần xoay xoay thế này là bật tung hết ra. Nhớ phải cho tước nhé. 3-4 ngày nữa là rét tới 12 độ đấy. Các sếp phải cho ong ăn no vào. Đấy, hai lớp, ba lớp con ong chú này rất tốt. Giờ tôi phải chống ở đây, tôi quay kỹ cho các bạn xem. Đây là lớp giữa này. Lớp này là đã bắt đầu nở rồi này. Gần nở tung rồi đấy. Cũng chỉ hai lớp thôi. Cầu này không được bằng cầu kia. Đấy, nó theo một cái viền như này. Đấy, con ong chúa tốt. Ong chúa này quá tốt luôn. Đấy, rất đẹp. Nhớ các bạn phải cho ăn vít nắp. Khi chúng ta cho ăn kích thích, chỉ cần cho ăn ít, pha một đường một nước, các bạn cho tí nước gừng vào. 10 ngày lại cứ mỗi cầu này rồi này, đàn ba cầu thì đánh cho 2cc. Nhìn làm sao cái phấn nó phải ướt ướt, đừng để nó khô khô xốp. Tai mèo xây tá lả tình đời đấy. Đàn này là rất ổn định, ok. Và chúng ta đi ra thăm cái đàn một cầu. Đàn này là từ cái đàn tạo ong chúa là cái loạt cuối. Thì đến đầu tháng vừa rồi nó mới đẻ. Đẻ vòng này là vòng đầu. Khi ong chúa bắt đầu đẻ cái là tôi kẹp cầu và tôi cho xây luôn. Cái đàn này, nhưng mà quân phải đông. Thứ nhất chúng ta là phải xác định quân đông. Thế nuôi ong về cái tầm vụ thu đông này là chúng ta chỉ có xây cầu lên thôi, chúng ta không phải loại cầu. Mà cứ sơ nhãng nuôi ong mà không chịu đầu tư, cầu không vuông rồi... cầu sơ lít sơ chiêng nhưng phát hiện và trị bệnh không tốt, cho ăn không tốt, rất ảnh hưởng. Đấy. Đây xì mèo này cho ăn mức độ là ong chúa đẻ quá cao luôn. Thế mà ong đói là nó sẽ có hiện tượng là nó cắn cầu. Cắn cầu thì lại đổ cho tại là sâu, sâu làm gì mà cắn được nó rơi trên bánh nhỏ. Đây, trong bánh tổ này. Tai mèo, tai mung. Đàn này chờ cho vít nắp xong là tôi sẽ cho lên 3. Chỉ mấy hôm nữa rét là cho cũng cho lên đấy. Hôm nay là tôi cũng còn làm nhẹ nhàng đấy, nếu mà thăm viếng của nó nhiều đấy là phải à. Đấy, chúng ta nhìn
cầu mới xây đây. Bè mùa này đây, ong chúa đây. Còn ong chúa đây. Con ong chúa bé này hơn con ong chúa trước, nhưng mà nó đẻ vẫn cái đẹp, nó đẻ tận góc. Chúng ta phải nâng cho ăn nhé, cho ăn và tạo một cái bầu mặt như thế này. Thì sợ thì nay mai đi vải là nó đẻ lên kịch xà. Thì video hôm nay cũng đến đây tạm dừng. Các bạn chú ý cho ăn để lợi dụng vài hôm nữa rét rồi đến Tết thì chúng ta không chăm được. Các bạn ủng hộ kênh bằng cách đăng ký, nhấn chuông, like, chia sẻ và đón nhận những các video tiếp. Xin chào và hẹn gặp lại.